Xin hân hoan chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Hiệp Ba Đạo. Sau đây mình làm phần tiếp theo của Công giáo bên bờ vực thẳm, và tiếp theo cái phần 1 là sách kinh Công giáo nó có nguy hại như thế nào, và tiếp theo là sự khác biệt giữa kinh nguyện và kinh thánh. Ai cũng biết các sách kinh thánh là cái gốc của các đạo độc thần và được các tín đồ coi là cuốn sách cao quý nhất trên hết các sách ở trên đời. Nhưng trong thực tế, hầu như tuyệt đại đa số giáo dân không đọc kinh thánh bao giờ. Các sách kinh thánh thường rất dày, và những cuốn từ điển in trên giấy mỏng, đặc biệt chữ in nhỏ với lối văn dịch nhiều chỗ gô ghê và khó hiểu. Trước đây sách kinh thánh thường được những người Công giáo lớn tuổi gọi là sách sấm truyền. Ngày nay người ta thường gọi kinh thánh là sách phúc âm hay sách tin mừng, do tiếng Hy Lạp có nghĩa là good news. Thông thường vào mỗi buổi lễ ngày Chủ nhật, các cha cố thường trích một đoạn nào đó trong thánh kinh để thuyết giảng cho giáo dân nghe sau khi đã chọn lọc và nghiên cứu kỹ càng. Do đó giáo dân có ảo tưởng thánh kinh gồm toàn những lời dạy, lời hay, ý đẹp cả. Trong các ngày lễ Chủ nhật hiện nay, một vài giáo dân được đề cử để đọc một vài đoạn kinh thánh nào đó. Sau khi đoạn sách được đọc xong, người đọc nâng cao sách thánh kinh lên rồi kính cẩn nói: đó là lời Chúa. Và mọi người trong nhà thờ cũng đáp tạ ơn Chúa. Sự thật trong cái gọi là thánh kinh không thiếu gì những điều nhảm nhí và vô luân. Ngược lại, có nhiều điều rất hợp lý và bổ ích, nhưng các cha cố đã cố tình tránh né, không dám mang ra giảng cho giáo dân nghe, vì những điều này có hại cho nghề nghiệp của họ. Chẳng hạn như lời Chúa Giê-xu dạy về sự bình đẳng: mọi người trong anh em đều là thầy của nhau, tất cả đều là anh chị em của nhau. Mát-thêu 23:4-10. Lời của giáo chủ dạy về sự bình đẳng rõ ràng như thế, nhưng các tu sĩ Công giáo chẳng bao giờ coi giáo dân là những người bình đẳng với họ. Họ luôn luôn cao ngạo, tự xưng mình là cha thiên hạ, là đấng bề trên, đức cha, đức ông, đức thánh cha. Các giáo chủ lập đạo là những tâm hồn yêu thương toàn nhân loại và quý trọng giá trị của mọi người dù bé nhỏ đến đâu. Các vị đó chỉ muốn giúp đỡ phục vụ con người, chứ không lên mặt làm thầy của bất cứ ai. Trái lại, tu sĩ Công giáo đa số tự phụ, cao ngạo, ích kỷ, tham lam và đạo đức giả. Bởi lẽ trí óc của họ rất hẹp hòi và trình độ tâm linh rất thấp kém, nên họ đã không hiểu đạo. Các giáo chủ càng đạo đức và khiêm tốn bao nhiêu thì đệ tử của các ngài lại càng hư đốn và kiêu căng láo xược bấy nhiêu. Phúc âm tông đồ Công vụ dạy rằng: Thánh Linh Thiên Chúa không ngự trong các đền thờ được xây dựng bởi bàn tay con người, và anh em là đền thờ của Chúa. Thánh Linh Thiên Chúa ngự trong anh em. Chúa cũng như Phật, điều xác nhận tâm linh con người mới đích thực là các điều thờ thật, là các đền thờ thật. Đức Phật dạy Phật tại tâm, chứ không hề dạy Phật tại chùa bao giờ. Nhưng nhiều tu sĩ của các tôn giáo đã biến các nơi thờ tự thành những nơi buôn thần bán thánh, làm hủy hoại chân lý của các giáo chủ. Chính chúng đã làm cho các vị giáo chủ mất hết chỗ đứng trong những ngôi đền thật là tâm hồn của mọi người. Một sự thật hiển nhiên là các tu sĩ chỉ lo xây dựng những ngôi đền giả vì để động lực ích kỷ thấp hèn của chúng, và chúng ra sức phá hủy các ngôi đền thật quý giá vô cùng là lòng người. Thay vì dùng tôn giáo để giải phóng con người, các tu sĩ đã biến các tôn giáo thành những nhà tù tư tưởng để giam hãm đồng loại
và biến đồng loại thành nô lệ phục vụ cho quyền lợi ích kỷ của chúng. Bởi vậy chúng chỉ trích dẫn từ Kinh Thánh những gì có lợi cho chúng mà thôi. Những điều tốt lành nhưng bất lợi cho chúng thì chúng hoàn toàn giấu nhẹm. Kinh Thánh là một bộ sách rất phức tạp, gồm nhiều cuốn sách do nhiều người viết trong những thời đại khác nhau. Tuy nhiên, theo quan điểm của Công giáo La Mã thì Thánh Kinh gồm có hai phần. Các sách Kinh Thánh của đạo Do Thái được người Công giáo công nhận là Cựu Ước, gồm có 46 cuốn, được viết bằng tiếng Hebrew trong khoảng thời gian từ 1.000 năm trước Công nguyên đến 400 năm trước Công nguyên. Các chuyện kể trong những sách này đều là những chuyện dân gian, truyền khẩu được góp nhặt lại. Trong đó có rất nhiều chuyện thần thoại được sáng tác ở Babylon từ nhiều thế kỷ trước đó. Các giáo phái Tin Lành chỉ công nhận 39 cuốn trong tổng số 46 sách Cựu Ước nói trên mà thôi. 6 cuốn khác, trong đó có cuốn Wisdom of Solomon, bị họ coi là những chuyện bịa đặt nhảm tin nhí. Các sách kể chuyện về cuộc đời hoạt động của Giê-xu và các môn đệ gọi là Tân Ước gồm 27 cuốn, do nhiều người viết bằng tiếng Hy Lạp trong 60 năm, từ năm 40 đến cuối thế kỷ thứ nhất sau Công nguyên. Chúng ta cần chú ý một số điểm là cả Giê-xu và đồng bạn đều là người Do Thái, nhưng không nói tiếng Do Thái Hebrew mà nói tiếng Aramai là ngôn ngữ của người Syri. Không một cuốn sách Tân Ước nào được viết bằng tiếng Aramai mà là tiếng mẹ đẻ của Giê-xu. Ông giảng đạo và chết tại Do Thái vào khoảng năm 29 sau Công nguyên, tới 11 năm sau mới có cuốn sách đầu tiên kể chuyện về ông. Và người ta tiếp tục viết cái gọi là Thánh Kinh Tân Ước tại Hy Lạp dài dài cho tới hơn 70 năm sau để làm chứng cho những phép lạ mà Giê-xu đã làm tại một nơi xa xôi là Jerusalem. Vào đầu thế kỷ thứ 7, tại thành phố Mecca thuộc xứ Ả Rập Saudi, một thương gia giàu có tên là Mahomet đã lập ra đạo hồi với sự cộng tác của Zayn, là một tín đồ Do Thái giáo, và của Varawa, là một tín đồ Kitô giáo. Do đó đạo hồi là một sự tổng hợp của hai đạo nói trên. Đạo hồi công nhận một phần Thánh Kinh Cựu Ước và một phần Thánh Kinh Tân Ước. Họ tin tổ tông loài người là Adam và Eva. Họ nhận Abraham là tổ phụ và là người sáng lập đạo Thiên Chúa. Người Hồi giáo thù ghét Do Thái giáo và Kitô giáo vì họ cho đó là những tà đạo phỉ báng Thiên Chúa. Họ hết sức khinh bỉ giáo lý Thiên Chúa ba ngôi của Kitô giáo, nhưng họ lại rất tôn trọng các tiên tri Do Thái từ Abraham, Isaac, Jacob, Moses, Isaac cho đến Giê-xu. Đối với người Hồi giáo chỉ có Mahomet là tiên tri cuối cùng và là cao hơn hết thảy. Thánh Kinh Koran do Mahomet viết liên tục trong 23 năm là sách Kinh Thánh đúng đắn nhất. Koran tiếng Ả Rập là Quran, có nghĩa là sự thật, sự thuật lại. Vì Mahomet không nhận mình là tác giả mà chỉ nhận là người ghi chép lại những điều thiên thần Gabriel đọc cho ông ta viết mà thôi. Mahomet viết Abraham là tín đồ Hồi giáo đầu tiên biết tuân phục Đức Chúa Trời. Đức tin của chúng ta là đức tin của Abraham. Chúng ta tin Thiên Chúa và những điều đã được Ngài truyền cho Abraham, Isaac, Jacob, Ismail và dòng dõi của các vị đó. Chúng ta tin vào những điều đã được làm chứng bởi Môi-se và Giê-xu. Nói tóm lại, các đạo thờ Chúa gồm có Do Thái giáo, Kitô giáo và Hồi giáo, gọi chung là Thiên Chúa giáo hay Đập Thần giáo, đều coi Thánh Kinh là bộ sách quan trọng nhất. Tuy nhiên, mọi tôn giáo có những quan điểm riêng về thành phần của bộ Thánh Kinh.
Do Thái giáo chỉ công nhận Cựu Ước, Kitô giáo công nhận phần lớn các sách Cựu Ước, nhưng Tân Ước là chủ yếu. Đạo Hồi công nhận một phần các sách trên, nhưng Kinh Koran là chủ yếu, chỉ vì những chi tiết khác biệt nhỏ nhặt mà ba tôn giáo thờ cùng một Chúa và có chung các thánh tổ phụ đã chém giết nhau trong nhiều thế kỷ, làm thiệt hại hàng trăm triệu người. Đó là hậu quả của nền văn hóa du mục bắt nguồn từ Babylon. Chính Kinh Thánh Khải Huyền cũng phải công nhận huyền thoại Babylon vĩ đại là mẹ của những con điếm và những chuyện khủng khiếp trên thế giới. Nội dung của các sách kinh nguyện Công giáo trên nguyên tắc phải phù hợp với nội dung của các sách kinh thánh, bao gồm cả Cựu Ước lẫn Tân Ước. Trong thực tế, có nhiều bài viết, bài kinh nguyện đã phản lại tinh thần thánh kinh hoặc không có căn bản thánh kinh. Theo thánh kinh Cựu Ước thì mọi người chỉ có thể cầu nguyện với Thiên Chúa mà thôi, chứ không được cầu nguyện với bất cứ ai khác, vì chỉ có Thiên Chúa là đấng hằng sống. Việc cầu nguyện các thánh bị coi là nói chuyện với những người đã chết bị Cựu Ước lên án. Trong các sách kinh nguyện Công giáo có rất nhiều bài kinh dùng để cầu nguyện với các thánh đã chết, nhưng như vậy là đã chống lại thánh kinh. Những bài kinh dùng để lần chuỗi măng coi được người cầu nguyện lặp đi lặp lại nhiều lần là trái với lời dạy của Giê-xu. Khi anh em cầu nguyện, đừng lặp đi lặp lại như những kẻ ngoại, vì họ lầm tưởng rằng cứ nói nhiều thì sẽ được nghe nhiều. Những bài kinh ca ngợi Đức Mẹ Đồng Trinh là trái với Cựu Ước, vì Cựu Ước chỉ nói rằng Chúa Cứu Thế sẽ được sinh ra bởi một người mẹ trẻ, chứ không phải là đồng trinh. Sách của Matthew là sách duy nhất trong bộ Tân Ước nói Đức Bà Maria đồng trinh bằng cách trích dẫn sách của Asaph trong Cựu Ước. Nhưng các nhà nghiên cứu thánh kinh đã phát giác ra sự ngụy tạo của Matthew, vì Asaph dùng chữ Hebrew có nghĩa là trẻ, young, chứ không hề có nghĩa là đồng trinh, virgin. Ngoài ra còn rất nhiều điều ngụy tạo trong bản dịch kinh thánh bằng tiếng Latin của Jerome so với chính bản kinh thánh bằng tiếng Hy Lạp, hoặc những điều ngụy tạo trong các bài kinh nguyện so với thánh kinh sẽ được trình bày ở những đoạn sau. Xuất xứ các bài kinh nguyện. Các bài kinh nguyện phát sinh từ nhiều nguồn gốc khác nhau và xuất hiện trong nhiều thời điểm khác nhau, nhưng nói chung các bài kinh này đều đã phải trải qua sự kiểm duyệt kỹ càng của Vatican. Căn cứ vào thánh kinh và lịch sử giáo hội Công giáo, ta có thể biết được nguồn gốc của một số kinh nguyện như sau. A. Kinh 10 điều răn xuất phát từ đạo Do Thái. Theo Kinh Thánh Cựu Ước thì khoảng năm 1200 trước công nguyên, Môi-se tức thánh Mai-sen một mình leo lên núi Sinai ở phía bắc Hồng Hải, hiện thuộc lãnh thổ Ai Cập, để gặp và nói chuyện mặt đối mặt với Thiên Chúa Jehovah. Môi-se nhận hai phiến đá ghi 10 điều răn, tức 10 điều luật từ tay Thiên Chúa Jehovah trực tiếp trao cho. Sau đó Môi-se xuống núi công bố cho dân Do Thái biết rằng Jehovah là Thiên Chúa của Israel và chính là thần El của các tổ phụ Abraham, Isaac và Jacob. Chú phán cùng Môi-se rằng: Ta là Thiên Chúa của tổ phụ ngươi, Thiên Chúa của Abraham, của Isaac và Jacob. Tuy xác nhận Jehovah chính là thần bò El, còn gọi là Elohim, nhưng Môi-se lại cấm dân chúng thờ ảnh tượng thần bò. Môi-se ra lệnh giết liền một lúc trên 3.000 người bất tuân lệnh. Y ra lệnh cho những người Lê-vi là đồng bọn của y nấu chảy tượng thần bò đúc bằng vàng, rồi lấy vàng nóng chảy đổ vào tai, mắt, miệng của những người đã đúc ra nó để xử tử họ. Điều thứ nhất cấm không ai được thờ thần vào các nào khác ngoài Jehovah. Điều thứ hai cấm
thờ ảnh tượng. Điều thứ ba, cấm mọi người làm việc trong ngày thứ bảy, Sa-bát. Có nhiều người lên rừng kiếm củi để nấu bếp vào ngày Sa-bát thì bị Mai Sen bắt đem đi xử tử. Điều thứ tư, khuyên mọi người phải thảo kính cha mẹ. Điều thứ năm, cấm giết người, nhưng trong thực tế Mai Sen giết người như ngoé. Tóm lại, kinh 10 điều răn chỉ là bản tóm tắt của các luật lệ của đạo Do Thái, kinh thánh Cựu Ước, mới là văn bản luật pháp chi tiết khai triển 10 điều răn thành 613 điều luật. Tuy điều thứ tư có dạy người ta phải thảo kính cha mẹ, nhưng trong luật Pentateuch lại có những điều khuyên mọi người tín đồ không được thương xót cha mẹ, vợ con, anh em, mà phải giết họ nếu họ tuyên truyền đạo khác. Nhiều điều luật chi tiết buộc tín đồ phải cung cấp cho các tu sĩ những nông sản, đầu mùa, rượu ngon và lông cừu để họ làm áo. Buộc tín đồ phải diệt hết các đạo của kẻ ngoại, đập tan đền thờ và đốt rụi hết các tượng thần của chúng, treo cổ các tu sĩ của những đạo đó để làm nguôi cơn thịnh nộ của Đức Giê-hô-va. Chẳng khác gì giáo dân La-van nghe lời xúi dục của bọn Cố Tây đi cướp phá chùa Phật giáo để xây nhà thờ kính Đức Mẹ Maria của họ vào cuối thế kỷ 19. Mong rằng sẽ có nhiều người Công giáo biết chịu khó lấy kinh thánh Cựu Ước ra mà đọc để tận mắt nhìn thấy Thiên Chúa Giê-hô-va của họ độc ác và mất dạy như thế nào. Nếu thấy kinh thánh dày quá khó hoặc khó đọc thì xin hãy tìm đọc cuốn Lòng Tin Âu Mỹ Đấy, do Đồng Thanh xuất bản năm 1996, Văn Nghệ phát hành. Sách đó sẽ có hai phần. Phần đầu là tác phẩm Tín Ngưỡng Tây Phương, trang 144 của tác giả Trần Quý, và phần sau là tác phẩm The Archdeacon của Thomas Penner, viết vào cuối thế kỷ 18. Trần Quý dịch ra Việt ngữ dưới tựa đề Thời Đại Lý Trí, trang 156. Khi đọc sách này, xin quý vị đừng vội nghĩ rằng các tác giả thù ghét Công giáo nên viết bậy bạ để bêu xấu. Thật sự không phải đến ngày nay người ta mới nhận thức được Thiên Chúa Giê-hô-va, Đức Chúa Cha của Công giáo. Thật sự, thực chất là một con quỷ mà nhiều giáo phái Kitô giáo nguyên thủy trong 3 thế kỷ đầu Công nguyên, tức trước Kitô giáo bị Constantine diệt vào đầu thế kỷ thứ tư để lập ra đạo Công giáo, cũng đã nói rất rõ những điều này trong các sách giáo lý của họ. Giáo phái Ngộ Đạo là một giáo phái Kitô nguyên thủy thịnh hành tại Ai Cập và vùng Tiểu Á trong hơn 3 thế kỷ đầu, chủ trương tôn thờ tượng Thượng Đế và phủ nhận Giê-hô-va của đạo Do Thái. Đối với họ, con rắn ở vườn địa đàng là một vị thần khôn ngoan muốn giúp tổ tiên loài người là Adam và Eva trở nên khôn ngoan sáng suốt bằng cách ăn trái cây hiểu biết. Vì lẽ đó, con rắn không phải là quỷ mà là một đại ân nhân của loài người. Điều không may là Adam và Eva quá sợ ác thần Giê-hô-va nên đã không ăn trái cây này, nên loài người đã chìm đắm trong sự ngu dốt và đau khổ triền miên. Vì không thoát ra được sự ức chế của con quỷ Giê-hô-va, con quỷ Giê-hô-va biết rất rõ rằng sự hiểu biết sẽ giúp con người thoát ra khỏi sự khống chế ác độc của nó, nên đã cấm tổ tiên loài người không được ăn trái cây hiểu biết. Vì vậy trái cây này được gọi là trái cấm. Giáo phái Maccoy do tín đồ Kitô tên Maccoy ở Roma sáng lập năm 1160 rất thịnh hành tại Tây Âu cho đến khi bị Constantine tiêu diệt. Giáo phái này kêu gọi tín đồ Kitô tẩy chay Thiên Chúa Giê-hô-va, vì Giê-hô-va là một ác thần vô cùng dữ tợn, thiên vị, nông nổi và vô đạo đức. Giê-hô-va chẳng những rất thấp kém về đạo đức mà còn ngu hơn cả người thường nữa, cho nên nó không đáng được tôn xưng là Thiên Chúa và không đáng được tôn thờ. Theo họ, Thiên Chúa thật phải là Thiên Chúa của tình thương yêu và sự tha thứ.
chứ không thể là Thiên Chúa Giê-hô-va mô tả trong Cựu Ước của đạo Do Thái được. Vì vậy các ai thờ Thiên Chúa Giê-hô-va thực chất là thờ quỷ, Công giáo thực chất là thờ quỷ Sa-tăng, vì đạo này đã tôn vinh con quỷ Giê-hô-va lên thành Đức Chúa Cha. B. Hai bài kinh được viết theo những lời giảng của Giê-xu là Kinh Lạy Cha và Kinh Phúc Thật Tám Mối. Theo Phúc Âm của Luca 11:2-4, Một hôm sau khi thấy Giê-xu vừa nguyện cầu nguyện xong, một môn đệ của Giê-xu dạy cách cầu nguyện Giê-xu đã dạy: Lạy Cha, chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến. Qua Kinh Lạy Cha, ta thấy rõ ý định của Giê-xu muốn mọi người nhận biết một điều: Thiên Chúa là Cha chung, và mọi người phải biết thương yêu nhau vì tất cả là anh chị em cùng Cha. Điều đáng ghi nhận là Giê-xu đã biến Thiên Chúa hung ác Giê-hô-va của đạo Do Thái thành một người cha ân nhân từ, và biến đổi thành các tín đồ từ những người sợ Chúa thành những người yêu Chúa. Nếu so sánh với đạo Do Thái thì những lời dạy của Giê-xu là những điều mới lạ và rất tiến bộ. Tuy nhiên, những kẻ lập đạo Công giáo đã không quan tâm đến những điều này. Họ đã biến Giê-hô-va thành Chúa Cha, Giê-xu thành Chúa Con. Điều điên khùng nhất là họ đã biến Giê-xu thành đấng tạo hóa, sáng tạo ra vũ trụ vạn vật. Tất cả những điều này đều do người ta ngụy tạo và cố tình gán ghép cho Giê-xu. Sự thật Giê-xu không bao giờ dám lỏng ngôn tự xưng mình là Thiên Chúa. Trong các sách Tân Ước, ta thấy Giê-xu luôn luôn tự xưng mình là Con của Người, chứ chẳng bao giờ Giê-xu dám tự xưng mình là Con Thiên Chúa. Kinh Phúc Thật Tám Mối là bản tóm tắt của các bài giảng của Giê-xu ở trên núi. Nội dung của những bài giảng này thật ra không phải của Giê-xu, mà là những chủ trương của giáo phái Axen, Duven Baptist lãnh đạo vào thời của Giê-xu. Đạo Do Thái chia ra làm ba giáo phái: giáo phái Pharisee đông tín đồ nhất, chiếm giữ đền thánh Jerusalem. Gia đình của Giê-xu theo giáo phái Pharisee nên năm lên 12 tuổi, Giê-xu được cha mẹ dẫn đến đền thờ để học đạo. Giáo phái bảo thủ cuồng tín cực đoan là Sadducees chủ trương tuân hành triệt để luật Mai-sen. Phê-rô và Giu-đa theo phái này nên cả hai được gọi là kẻ cuồng tín. Mắc 3:18. Giáo phái thứ ba là Axen cấp tín nhất, vì họ đứng về phía người nghèo và sống tập thể với nhau theo chế độ cộng đồng tài sản. Gen Baptist tức Gioan Bautista là tu sĩ khổ tu cao cấp của giáo phái Axen, trụ sở đặt tại vùng Quaran ở gần biển chết. Quanh năm suốt tháng ông chỉ khoác trên người một tấm da cừu mà thôi. Gen Baptist là con trai của Elizabeth tức thánh Asave. Lúc đó bà dì này đang mang thai Gen Baptist được 6 ngày, được 6 tháng. Như vậy Gen Baptist là cậu họ của Giê-xu và lớn hơn Giê-xu 6 tháng tuổi. Đến khi trưởng thành, Giê-xu đã theo Gen Baptist để học đạo. Gen Baptist làm lễ rửa tội cho Giê-xu trên sông Giô-đan để chính thức thu nhận Giê-xu làm đệ tử. Cũng từ đó Giê-xu được phép mặc áo dài trắng và đồng phục của các tu sĩ thuộc giáo phái Axen. Vào năm 25 sau Công nguyên, Gen Baptist bị vua Herod bắt giam về tội xúi dục dân làm loạn. Trong lúc còn đang bị giam, Gen Baptist viết thư và nhờ một người lính gác ngục tốt để cho Giê-xu. Ông gọi Giê-xu là người đến sau rốt. Sau khi Gen Baptist bị vua Herod chém đầu vào khoảng năm 26, Giê-xu bắt đầu đi giảng đạo. Thay sư phụ, Giê-xu tiếp tục đi theo con đường của Gen Baptist
nên tự biết sớm muộn cũng bị Herod bắt giết. Hơn nữa, Giê-xu thừa hiểu đạo Do Thái đã định nghĩa Messias Kitô là vua Do Thái, cho nên khi tự xưng mình là Messias, đương nhiên Giê-xu tự biết mình là phạm tội chính trị. Đó chính là quan điểm của chính quyền Do Thái và đế quốc La Mã, đã nhìn Giê-xu trên khía cạnh chính trị của truyền và thuyết Kitô. Nói tóm lại, đường lối chính trị và tôn giáo của Giê-xu là sự nối nghiệp rập khuôn theo sư phụ Gen Baptist thuộc giáo phái Essen mà thôi. Các học giả nghiên cứu tôn giáo Tây Phương gọi Gen Baptist và Giê-xu là những tiên tri chuyên về ngày tận thế. Chủ trương khôi phục vương quốc Do Thái khỏi ách thống trị của đế quốc La Mã bằng cách tuyên truyền ngày tận thế sắp đến để kích động tâm lý quần chúng nổi loạn chống đế quốc. Judas Iscariot thuộc giáo phái bảo thủ Sadducees và cũng là một du kích quân Zealot, chủ trương phải phản công đế quốc La Mã bằng quân sự, nên đã hợp tác với các tu sĩ Sadducees và bắt Giê-xu để giao cho chính quyền. Sau khi xử tử Giê-xu, quân lính La Mã đã ghim trên thập giá một tấm bảng nhỏ ghi hàng chữ Latin: Giê-xu Nazarenus Rex Judarum. Giê-xu người làng Nazarenus là vua nước Do Thái. Trên các tượng thánh giá này, trên các tượng thánh giá ngày nay, hàng chữ Latin này được ghi tắt là GNJJ. Điều đó đủ cho ta thấy ý nghĩa chính trị trong cái chết của Giê-xu. Năm 1947, các nhà khảo cổ đã tìm thấy cả một kho sách vĩ đại của giáo phái Essen tại Warren, ở gần biển chết, chỉ cách nơi Gen Baptist làm phép rửa tội cho Giê-xu xưa kia 5 km. Kho tàng này gồm có hàng trăm cuốn sách viết trên những cuộn da lừa, trên những thanh đồng hoặc những thanh gỗ được gọi chung là The Del Cisrot. Ngày nay các nhà sách này đã được dịch ra Tây Phương kết luận giáo phái Essen là tiền thân của Kitô giáo, hoặc có thể gọi Kitô giáo trước Giê-xu. Xin đọc thêm New Quest số đặc biệt về phục sinh ra ngày 8 tháng 4 năm 1996. Tóm lại, Kinh Phúc Thật Tám Mối là bản tóm lược giáo lý của giáo phái Essen chứ không phải là của Giê-xu. Trong thực tế, Giê-xu không phải là người tài giỏi siêu phàm như người ta tưởng. Giê-xu của thật sự thờ phượng hoàn toàn không phải là Giê-xu thật. C. Kinh Tin Kính là kết quả của công đồng Nice do Hoàng đế La Mã Constantine triệu tập năm 325. Tác giả bài kinh này là Etienne Nil, cuốn gốc Ả Rập, làm giám mục tại Lyon, Pháp vào cuối thế kỷ thứ 2 năm 185. Etienne Nil xuất bản cuốn sách Argan de Hertis, kết tội hai giáo phái Kitô, Gnosticism và Marxism, là các tà giáo vì họ dám gọi Jehovah là quỷ và ca ngợi con rắn đã cám dỗ Adam và Eva ăn trái cây hiểu biết, là vị thần khôn ngoan muốn cứu loài người thoát khỏi sự ức chế của con quỷ Jehovah. Giám mục Israel đã trương tôn Jehovah của đạo Do Thái lên thành Đức Chúa Cha và tôn Giê-xu lên thành Đức Chúa Con. Điều quan trọng là Israel viết bản dự thảo đức tin của các thánh tông đồ. Tôi tin Đức Chúa Cha hoàn toàn năng, Chúa Giê-xu là con ruột, là con một của Thiên Chúa, sinh bởi bà Maria đồng trinh. Ngài xuống thế chịu chết để chuộc tội thiên hạ, 3 ngày sau lại lên trời và sẽ tái lâm để phán xét mọi người sống và mọi người chết. Tôi tin Chúa Thánh Thần và sự sống lại của kẻ chết. Các bài viết này của
Isenil đã lót đường cho sự hành trình đạo Công giáo La Mã. Vào mùa hè năm 325, hoàng đế La Mã Constantine triệu tập công đồng tại thành phố Nisi thuộc Thổ Nhĩ Kỳ, quy tụ trên 300 giám mục trong toàn đế quốc để thành lập đạo mới của đế quốc bằng cách thống nhất mọi giáo phái Kitô thành một tổ chức duy nhất dưới sự kiểm soát chặt chẽ của đế quốc. Năm 340, đế quốc La Mã chính thức đặt tên cho Công giáo. Họ thành lập đạo Công giáo, có nghĩa là đạo của toàn cầu. Công đồng Nisi đã thông qua bản văn chính thức của các tông đồ do Isenil soạn thảo, sau khi thêm vào một số điều Đức Chúa Cha dựng lên trời, dựng đất trời muôn vật, Đức Chúa Con bởi Đức Chúa Cha mà ra, như ánh sáng bởi ánh sáng cùng với Chúa Cha tạo thành vạn vật, Đức Chúa Thánh Thần bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra. Từ đó văn bản của Isenil và các điều ước viết thêm vào tại công đồng Nisi đã chính thức trở thành kinh tinh kính của giáo hội Công giáo ngày nay. Năm 1054, các giáo hội Đông Dương gồm có Nga, Hy Lạp và một số nước Đông Âu quy trách La Mã đã có tham vọng lãnh thổ nên tách rời khỏi Công giáo La Mã để thành lập chính thống giáo. Đầu thế kỷ 13, Công giáo La Mã và chính thống giáo cãi nhau về điều liên quan đến Chúa Con. Giáo lý Công giáo quyết đoán rằng Chúa Thánh Thần bởi Chúa Cha và Chúa Con mà ra. Phía chính thống giáo không chấp nhận điều đó và quả quyết rằng Chúa Con sinh ra bởi Chúa Thánh Thần và bà Maria đồng trinh, thì không thể nói Chúa Thánh Thần bởi Chúa Con mà ra được. Cuộc cãi vã về giáo lý này đã dẫn đến cuộc thánh chiến thảm khốc năm 1204. Giáo hoàng La Mã kéo thập tự quân tới tàn sát, tàn phá bình địa thủ đô của chính thống giáo là thành phố Constantinople, nay là Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, giết chết nhiều người và cướp đi rất nhiều tài sản đưa về Roma. Trong số đó tượng bốn con ngựa bằng đồng đen trên Khải Hoàn Môn ở Constantinople. Hiện những con ngựa đồng đen này đang đứng trên nóc nhà thờ lớn ở Vannai, nước Ý. Bấp lại, Kinh Thánh Kinh Tin Kính là bản tuyên ngôn độc lập lập đạo Công giáo theo chủ trương của đế quốc La Mã. Chủ trương này hoàn toàn trái ngược với giáo lý của Kitô giáo nguyên thủy. Nó cũng là đầu mối gây chia rẽ và tạo ra nhiều cuộc chiến tranh khốc liệt giữa hai giáo hội Kitô Đông và Tây Âu Châu từ thế kỷ 11 cho đến ngày nay. Xin đọc thêm Đức Tin Công giáo của Trần Trung Ngọc, Giao điểm xuất bản năm 2000, tác giả dành riêng chương 2, dài 112 trang, trình bày hết sức đầy đủ về kinh tin kính. D. Kinh kính mừng và phép lần hạt măng côi được đặt ra năm 1050. Từ điển Bách Khoa Brittany Von 14B999, Mary cho biết Kitô giáo trong những thế kỷ đầu công nguyên không thờ bà Maria cho đến khi công đồng Chalcedon, Hy Lạp năm 451 công nhận bà Maria trọn đời đồng trinh. Khi tín điều này được công bố, nhiều nhà thần học thời đó đã phản đối vì theo thánh kinh bà Maria có 8 người con gồm 5 trai 3 gái. Giêsu là người con trưởng chứ không phải là người con trai duy nhất của bà. Ba anh em của Giêsu không được nêu tên, nhưng 4 em trai của ngài được nêu tên đầy đủ trong thánh kinh là James, Joseph, Simon, Judas, không phải là Judas Iscariot. Mắc 13:255. Cũng theo thánh kinh thì Giêsu không phải là con của Joseph, nhưng tên Giêsu là do chính Joseph đặt cho. Như vậy, 7 người anh chị em kia chỉ là những anh chị em cùng mẹ khác cha với Giêsu mà thôi.
Vấn đề đặt ra, ai là cha ruột của Giê-xu? Có hai câu trả lời. Một, theo sách Talmud, một cổ thư của các tu sĩ Do Thái giáo, thì Giê-xu là một đứa con hoang. Vào năm bà Mây-ra lên 16 tuổi, trong dịp đến nhà ông cậu là Gióc-kim để săn sóc bà vợ của ông ta là Ai-sa-vê. Lúc đó đang mang bầu Gioan Ti-si-ta được 6 tháng, thì bà Mây-ra bị một người lính La Mã tên là Pan-the-ra hiếp dâm. Tên này gốc người Sidon tức Liban ngày nay, đi lính Lê Dương cho đế quốc La Mã và được giữ chức xạ thủ. Y chết tại Đức, lúc đó cũng là thuộc địa của La Mã, vào năm 62 tuổi và được chôn tại Bingerbrook. Hiện nay người ta tìm thấy bia mộ của tên lính này, trên đó có khắc hình một người lính La Mã với tên là Panthera. Tấm bia mộ hiện được lưu trữ tại bảo tàng viện Bad Kürzel, Đức Quốc. Trường đại học của dòng tên tại Trung Tây Khoa, Hoa Kỳ. Hiện nay, hiện dùng các tài liệu này dùng để giảng dạy giáo lý mới về gia phả của Giê-xu. 2. Theo giáo lý Công giáo, bà Maria thụ thai và sinh ra Giê-xu là do Đức Chúa Thánh Thần. Sách Phúc Âm của Luca chép lời của Thiên Thần Gabriel truyền tin cho bà Maria rằng Đức Chúa Thánh Thần sẽ đến cùng bà. Thánh Linh Thiên Chúa sẽ phủ bà cho đến đứa con sinh ra sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Nếu người Công giáo tin rằng ba ngôi là một Thiên Chúa thì đương nhiên phải chấp nhận là Giê-xu là đã phủ mẹ mình, là vì Giê-xu cũng chính là Đức Chúa Thánh Thần. Chẳng lẽ Giê-xu lại là đứa con khốn nạn loạn luân với mẹ ruột như vậy sao? Nhưng nếu không tin Giê-xu là một đứa con khốn nạn phạm tội loạn luân với mẹ của y thì cũng không thể tin và tin y là Thiên Chúa được, vì y không phải là Chúa Thánh Thần. Tôi thách thức các nhà thần học Công giáo, nhất là các tiến sĩ thánh mẫu học thuộc dòng Đồng Công, phản bác lại những điều trình bày trên. Nếu các ông không phản bác nổi thì hãy tự biết liêm sĩ của một người mang tiếng là tri thức. Các ông hãy lấy mảnh bằng tiến sĩ thần học của các ông cho giáo dân lao bàn rồi đắp lên mặt các ông. Các ông chỉ bịp được đám giáo dân kém trí tuệ của các ông mà thôi. Cả cái dòng Đồng Công ở các thi mắt siru chỉ là một tổ chức bịp bộm lường gạt đồng bào. Về việc đọc kinh kính mừng, từ điển Bách Khoa chính thức của Giáo hội Công giáo cho biết không có bằng cớ chứng tỏ bài kinh kính mừng được công nhận như một công thức của dòng sùng kính Đức Mẹ trước năm 1050. Kinh này được đọc đi đọc lại nhiều lần với chuỗi hạt gọi là chuỗi hạt măng côi. Măng côi có nghĩa là hoa hồng, vì mỗi một bài kinh kính mừng được coi như một bông hồng dâng lên Đức Mẹ. Việc tôn thờ bà Maria với chuỗi hạt măng côi và hình tượng mẹ bồng con hoàn toàn rập khuôn theo đạo cổ truyền của Ai Cập, đã có từ nhiều thế kỷ trước công nguyên. Khi giảng đạo tại Jerusalem, chính Giê-xu đã ngăn cấm sự bắt chước ngoại giáo bằng cách lần chuỗi đếm những bài kinh được lặp đi lặp lại nhiều lần, mắt 6:2.7 đến trang 13. Việc lần chuỗi này đã biến đổi Công giáo từ đạo thờ Chúa thành đạo thờ bà Maria. Đây là điều khác biệt rõ nét nhất giữa Công giáo và Tin lành. Người ta tính ra mỗi ngày giáo dân Công giáo trên khắp thế giới kêu tên Đức Mẹ nhiều hơn kêu tên Chúa gấp 6 lần, và Đức Mẹ phải nghe tới 46.296 bài kinh kính mừng. Bằng đủ thứ tiếng trong một giây đồng hồ, Babylon, Mathuri, Religion, B18. E, kinh cầu hồn và ngày lễ các linh hồn xuất hiện do sự phát minh ra. Luyện ngục của giáo hoàng Jacques de Retz,
năm 600. Kinh Thánh Cựu Ước cũng như Tăng Ước chỉ nói tới thiên đàng và hỏa ngục, chứ không hề nói đến một nơi thứ ba để tạm giam giữa các linh hồn vào năm 600. Giáo hoàng Rốt Đệ Nhất De Gris công bố giáo lý mới là có một thứ ba giam giữ các linh hồn để thanh tẩy hết mọi tội nhẹ trước khi vào thiên đàng. Nơi đó giáo hoàng gọi là luyện ngục. Năm 1459, công đồng Florence đã biến phát minh này thành tín điều hiện hành buộc mọi người tín đồ phải tin. Nhờ có tín điều này, giáo hội công giáo đã trở thành giáo hội giàu nhất thế giới, do tiền của giáo dân nộp cho cha cố nhà thờ để xin lễ cầu hồn cho các nhân thân quá cố. Ngoài ra, trong thời Trung Cổ, Vatican còn tổ chức nhiều đại lý ở khắp nơi để trao bán ơn đại xá của tòa thánh, đã thu về Roma cho những nguồn tài sản kích xù gồm đủ thứ vàng bạc, nữ trang và báu vật. Nhờ vào những nguồn lợi lớn lao này, giáo hoàng và tu sĩ cao cấp ở Vatican đã có một lối sống hết sức xa hoa, tội lỗi. Tính điều này đã là động lực trực tiếp thúc đẩy Martin Luther từ bỏ công giáo để lập ra đạo Tin Lành. Ông nói những kẻ bán ơn tha tội là những kẻ phạm tội lớn nhất. Việc thu tiền để cầu hồn là một thủ đoạn làm tiền trắng trợn của cha cố lưu manh. Tại Ái Nhĩ Lan là nước toàn tòng công giáo đã có câu cai dao nổi tiếng như sau: nhiều tiền lễ lớn, ít tiền lễ nhỏ, không tiền không lễ. Thành thử chỉ những linh hồn có thân nhân giàu có mới hy vọng được vào nước thiên đàng của Chúa mà thôi. Trải qua nhiều thế kỷ bị bọn cường quyền cấu kết với tu sĩ lưu manh, áp lực bóc lột và lừa bịp, đám dân nghèo ở Âu Châu vào đầu thế kỷ 19 đã lên tiếng đòi hỏi giáo hội phải tổ chức một ngày lễ cầu hồn miễn phí chung cho những người thiếu may mắn vì không có thân nhân bỏ tiền ra xin lễ. Họ gọi những linh hồn này là những linh hồn bị bỏ quên ở luyện ngục. Năm 1856, Vatican đã đáp ứng với lời yêu cầu của đám giáo dân nghèo bằng cách lập ra ngày lễ các linh hồn vào ngày 2 tháng 11 hàng năm, tương tự như lễ cúng các cô hồn vào rằm tháng 7 của ta. Vì vậy, một số các bài kinh cầu hồn đã được sáng tác để đáp ứng nhu cầu. Quả thật, sự phát minh ra luyện ngục của giáo hội rất tiếp theo là các lễ cầu hồn đã biến núi sọ Gothola của Chúa thành núi vàng, và của giáo hội công giáo La Mã kinh ngắm thiên đàng thánh giá. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Lần sau mình sẽ trình bày phần F là kinh ngắm đàng thánh giá. Các bạn xem nhớ đăng ký kênh và sẽ được tập những cái tài liệu mới mình đưa ra. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.